Hello, xin chào anh em quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công cho công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải thùng kính nha. Em xe này là Thaco Olin đời 2017, niên hạn sử dụng đến 2042. Thùng kính có cửa hông thùng dài 3,7 m. Tải trọng phép chở hàng hóa là 2,4 tấn, khối lượng toàn bộ là 4,9 tấn, khối lượng bản thân là 2,4 tấn, chiều ngang của cái thùng là 1,820 m và chiều cao của cái thùng là 1,750 m. Kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, máy lạnh đầy đủ nha anh em. Hộp số 5 số tiến 1 số lùi, ghế bọc da 3 chỗ ngồi. Xe được 108.000 km, tấp đi tấp lô cửa nhìn còn rất là đẹp. Nói chung là mọi thứ đều rất là ok lắm anh em. Thaco lên 2,4 tấn, thùng kính 3,7 m. Xe này thì bên mình đang dự kiến ra đi em nó chào bán cho anh em với hàng với mức giá ưu đãi là 195 triệu, có thương lượng cho anh em đi xem xe và trải nghiệm dùng xe bên mình. Đó, tấp ly tấp lô cửa, kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm rất đầy đủ nha anh em. Nội thất còn rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ luôn. Đã 2017, niên hạn sử dụng đến 2042. Đó, ra vô màu thuốc lá rất là đầy đủ luôn. Đó, rất là nhiều cái rất là tuyệt vời với cái mẫu xe này. Sexy thì bao dày bao cứng. Đường cái mâm là 16 inch nhỏ 6.5 nha anh em. Đó, sắc xe bao nhiêu bao cứng luôn. Đường cái mâm 16 inch nhỏ 6.5, cầu lớn, gầm cao. Nói chung là thùng rất là cứng cáp, thùng sắt thôi. Thùng sàn sắt chập sóng tiêu chuẩn, bẩn ngoài nóc, lớp trong lớp cho lan kẽm, thùng hai lớp. Ở giữa khung xương. Nói chung là thùng cũng còn rất là mượt, chạy rất là ok lắm. Đó, bao lường mọi thứ đều rất là ok nha anh em. Thùng rất là kiên cố, chiều ngang là 1,820 m, chiều cao là 1,750 m. Đây là một cái xe 2,4 tấn đời 2017, máy cơ. Đây là dòng máy cơ nha, máy Isuzu nhưng mà là máy cơ nha anh em. Chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu và rất là khỏe, bao leo đèo dốc rất là khỏe luôn. Với thiết kế thùng ngắn, đòn ngắn, sexy ngắn, đòn ngắn thì khả năng mà cổng tải leo đèo dốc cũng rất là vượt trội. Đó, nếu anh quan tâm cái mẫu xe thùng nhỏ gọn xinh xắn, tải trọng 2,4 tấn, thùng kính này luồn lách trong những đường hẻm hóc vô thành phố được, thì cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, mua hàng của bạn với mức giá 195 triệu, có thương lượng bao rút hồ sơ gốc cho anh em mua hàng của bạn. Đó, thùng còn rất là kiên cố và rất là sạch sẽ. Bên mình mới sơn phết, mới trang điểm lại cho em nó nha anh em. Nhìn cho nó tươm tắt, dễ bán cho anh em quý hàng của bạn. Mua và chỉ việc sử dụng thôi. Xe đăng kiểm vẫn còn dài, đăng kiểm vẫn còn tới tháng 7 năm 2024 nè. Mua và chỉ việc sử dụng nha thôi nha anh em, không cần phải làm gì thêm. Đó, thùng bọng, sexy, mọi thứ đều còn rất ok lắm. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của các bạn. Kính chỉnh điện nha anh em. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là ok, lưới tản nhiệt rất rộng, đầu cabin cũng rất là sang trọng luôn, mọi thứ đều rất là ok. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy cho anh em nó về phục vụ để kinh doanh vận tải bằng chuyên hóa của anh em quý hàng của bạn. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là ổn nha. Nếu anh em quan tâm thì cái alo trực tiếp cho mình thử đến đây xem xe, trải nghiệm lái thử. Đây, động cơ của nó anh em, khối động cơ Isuzu. Với dung tích xi lanh của nó là 2,7 lít, công suất là 80 kW từ 16, máy dầu 4 kỳ 4 xe nặng hàng, máy có turbo đàn áp, máy Isuzu, máy cơ nha, có turbo đàn áp, chạy rất là khỏe. Cảm ơn anh em, quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em, quý hàng của các bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.